Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Anh em hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Anh chị em thân mến, cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái của Thánh Matthêu đã kinh nghiệm bị bách hại rất nhiều. Những lời của Chúa Giêsu đang được ứng nghiệm, đó là anh em sẽ bị tiêu điều ra trước mặt vua chúa quan quyền. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Thánh tông đồ Giacôbê đã chịu tử đạo bởi vua Hê-rô-đê và mạng sống của các tông đồ khác cũng đang gặp nguy hiểm. Vì thế mà khi lặp lại lời cảnh báo của Chúa Giêsu, Thánh Matthêu muốn khích lệ các Kitô hữu lúc bấy giờ hãy trông cậy vào lời hứa của Chúa Giêsu để bền đỗ trong đức tin và thực hành đức tin. Chúa Giêsu thẳng thừng cảnh báo các môn đệ rằng cuộc đời của họ và của những ai đi theo Chúa sau này sẽ không có màu hồng. Họ sẽ bị bách hại bởi người Roma, bởi người Do Thái và bởi chính gia đình ruột thịt của mình. Nhưng chính Chúa và là thầy của các ông đã sẵn lòng hiến mạng sống vì các ông và vì chúng ta để mang lại sự chiến thắng trên Satan, trên tội lỗi và sự chết. Vì thế mà các môn đệ và cả chúng ta nữa phải thấy vinh dự khi đi theo Chúa và cũng phải sẵn sàng đón nhận những bách hại và đau khổ khi phục vụ Chúa. Hơn nữa, ở cuối tin mừng Matthêu, Chúa hứa rằng Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế mà Chúa bảo ta hãy can đảm đi theo Chúa và phục vụ Chúa một cách khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Đơn sơ như bồ câu để không làm hại ai, khôn như rắn để cẩn thận khi bị ai bách hại. Đơn sơ như bồ câu để tâm trí ta tinh tuyền, không có chỗ cho điều xấu. Khôn như rắn để kiên nhẫn trước bách hại, chờ đợi thần khí cho biết phải đáp trả thế nào. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vui tươi và kiên nhẫn đón nhận những khó khăn, tai họa và bách hại xảy đến cho con khi phục vụ Chúa và nước của tình yêu, của sự thật và sự thiền. Xin gia tăng lòng tin cho con và ban cho con ơn can đảm để con không chùn bước thực hiện ý Chúa. Amen. Kính chào anh chị em.